Pisen, phụ kiện mobile bền bỉ vô đối cho game thủ. Sự đa dạng về mặt trang bị ở tiền mùa giải 2021 đã giúp người chơi thỏa sức sáng tạo và tìm ra nhiều lối chơi hiệu quả, đặc biệt ở server Hàn Quốc, khi những người chơi não to ở đây đã thích nghi rất nhanh với meta và cho ra lò những siêu phẩm leo rank dị. Hôm nay mời các bạn cùng xem game.com đến với top 7 lối chơi biến thái nhưng siêu hiệu quả trong Liên minh phiên bản 10.24 nhé. Fizz tank đường trên. Từng có thời điểm, Fizz là lựa chọn thú vị ở khu vực đường trên với lối chơi găng tay băng giá và giáp lửa. Giờ đây, phong cách này đang được tái hiện với những món trang bị mới. Dù vừa bị nerf, nhưng khiên Thái Dương vẫn đang rất hiệu quả và đây là món trang bị thần thoại giúp Fizz tạo nên sự khó chịu khi đi đường. Nó giúp chú cá này đủ cứng cáp để trao đổi chiêu thức với hầu hết tướng đấu sĩ, đồng thời cũng mang đến lượng sát thương không hề nhỏ. Kết hợp với các trang bị như mũ trụ nguyền rủa, kiếm tai ương, đồng hồ cát, Fizz thực sự trở nên rất khó bị hạ gục trong giao tranh, đồng thời cũng gây ra lượng sát thương dai dẳng cho hầu hết đội hình địch. Bên cạnh đó, ngọc quyền năng bất diệt cùng hai ngọc hút máu ở nhánh áp đảo giúp Fizz càng gia tăng khả năng trụ đường. Nico tốc đánh. Nico đường trên không phải là một lựa chọn quá xa lạ, nhưng sự kết hợp với trang bị thần thoại, búa rìu sát thần thực sự là đáng chú ý. Tận dụng sải tay dài, Nico có thể hành hầu hết những đấu sĩ, tướng chống chịu đang rất mạnh trong meta hiện tại. Kết hợp với các món trang bị gây hiệu ứng đòn đánh như cuồng đao Gunsu, gươm vô danh, đao tím, Nico sẽ thực sự trở thành cỗ máy sát thương trong đội hình. Ngoài ra, những hiệu ứng khống chế từ bộ chiêu thức cũng giúp Nico có hiệu quả trong các pha giao tranh tổng, trong khi Ngọc sẵn sàng tấn công giúp tướng này dồn sát thương khá tốt. Rengar siêu hồi phục. Với khả năng hồi phục tốt từ chiêu W, tiếng gầm chiến trận, Rengar thường được xây dựng lối chơi chống chịu để tăng khả năng có quay và hồi phục như Sọp từng thể hiện ở chung kết thế giới 2020. Thế nhưng trong xếp hạng đơn, đòi hỏi nhiều sát thương, thì Rengar Tank sẽ không hiệu quả. Vì vậy, các cao thủ máy chủ Hàn Quốc đã mang đến một Rengar mới. Sử dụng trang bị thần thoại là Trùy Hấp Huyết, kết hợp Diều Mãng Xà, Vũ Điệu Tử Thần và Ngọc Chinh Phục. Rengar có khả năng hồi phục đến bất ngờ, đồng thời vẫn gây ra một lượng sát thương lớn. Lucian chí mạng. Với khả năng dồn sát thương nhanh và có thể đi đường với mọi kèo đường giữa, Lucian hiện tại càng trở nên hiệu quả hơn với những món trang bị mới. Với trang bị thần thoại, móc diệt thủy quái, Lucian có khả năng kích hoạt những đòn bắn sát thương chuẩn liên tục từ nội tại của mình. Lưỡi hái linh hồn mới thì sẽ cho Lucian thêm lượng sát thương dồn từ nội tại, kết hợp với đoạn đao Navari giúp gia tăng sự cơ động lên tối đa. Sau khi có 3 món trang bị chí mạng, hiệu quả của vô cực kiếm sẽ được gia tăng đáng kể. Cách xây dựng này sẽ giúp Lucian không chỉ mạnh ở đầu trận mà còn thăng tiến sức mạnh về cuối trận.
Khả năng kích hoạt sát thương chuẩn và các đòn bắn chí mạng liên tục giúp Lucian dễ dàng dồn sát thương một mục tiêu, đồng thời vẫn có khả năng bắn lâu dài trong giao tranh. Kai'Sa sát lực. Được thiết kế với vai trò là một xạ thủ sát thủ, nhưng Kai'Sa chưa bao giờ được ưu tiên lên các trang bị sát lực. Và giờ đây, ở tiền mùa giải, ái nữ hư không đã có đủ điều kiện hoàn thành vai trò của mình. Với lối lên đồ theo hướng sát lực, Kai'Sa sẽ trở nên rất mạnh trong giai đoạn đầu game. Kết hợp dạ kiếm Rakta, Kai'Sa sẽ trở nên thoát ẩn thoát hiện trong giao tranh khi kích hoạt tàng hình liên tục. Ngọc mưa kiếm là thích hợp nhất vì nó sẽ bù lại lượng tốc đánh mà Kai'Sa bị thiếu hụt khi lên đồ sát lực. Súng hải tặc gia tăng khả năng giết người đầu game, trong khi nanh Nashor và mũ phù thủy được ưu tiên về cuối trận. Khả năng dồn sát thương nhanh và lượng sát thương hỗn hợp giúp Kai'Sa có thể đối đầu với nhiều tướng hơn. Maokai hỗ trợ. Từng xuất hiện ở vị trí hỗ trợ khi được làm lại, giờ đây Maokai một lần nữa tái xuất ở khu vực đứng dưới. Tỷ lệ chọn Maokai hỗ trợ ở máy chủ Hàn Quốc đang rất cao và độ hiệu quả cũng tương tự. Món trang bị thần thoại Chát lệnh đế vương kết hợp cùng ngọc dư chấn sẽ giúp Maokai dễ dàng khóa chân xạ thủ đối phương và gây ra lượng sát thương bất ngờ. Tiếp theo đấy, mũ trụ nguyền rủa sẽ giúp tối đa hóa lượng sát thương phép mà Maokai gây ra, trong khi đồng hồ cát cũng khá phù hợp cho mỗi lần lao vào. Gragas hỗ trợ. Tương tự Maokai, Gragas có khả năng mở giao tranh khá tốt ở khu vực đứng dưới và cũng tỏ ra hiệu quả với vai trò hỗ trợ. Vì không có mục tiêu chỉ định nên vương miện Shurelia sẽ giúp Gragas có đủ tốc độ để thực hiện những pha combo. Với thiên hướng hỗ trợ từ những pha mở giao tranh, Gragas cần được lên trang bị chống chịu thay vì lên AP. Tụ bão Zeke, lời thề hiệp sĩ và đồng hồ cát là những món hoạt động khá tốt cùng lối chơi của Gragas. Vậy bạn nghĩ sao về những lối chơi dị của 10.24? Hãy để lại bình luận của mình bây giờ nhé!